Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ nồi đun nước mắm bằng điện công nghiệp do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Bộ nồi này có thể tích là 200 lít, phù hợp dùng cho các cơ sở dùng để đun nấu nước mắm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng ở các nhu cầu đa năng khác như là đun nước sôi hoặc là nồi luộc các loại đồ. Như trước mắt quý vị các bạn đã thấy, đây chính là hình ảnh của bộ nồi này. Bộ nồi này được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, chống ăn mòn, đun trong các môi trường đun nước mắm rất là sạch sẽ và vệ sinh. Cấu tạo của bộ này cũng có hai bộ phận chính, đó chính là bộ phận phần nồi để đun nước và phần bộ điện. Đây chính là bộ phận lòng nồi để chúng ta đun nước mắm hoặc chúng ta đun nước luộc các loại đồ. Bộ nồi đun nước mắm này có kích thước đường kính miệng nồi là 65 cm, chiều sâu của chiếc nồi này cũng là 65 cm, thể tích của bộ nồi này là 200 lít. Đây là chính là vật liệu inox 304 là vật liệu inox mà chúng ta có thể đun được trong các môi trường nước mặn như là nước mắm, chống ăn mòn hoặc là han rỉ rất là tốt và rất là vệ sinh, sạch sẽ, dễ lau chùi. Bộ đồ này có công suất điện hoạt động là 9 kW và có thể chạy nguồn điện dân dụng hoặc nguồn điện 3 pha tùy theo nhu cầu đặt hàng. Tổng công suất của bộ nồi này là 9 kW, được tách ra làm 3 bộ thanh đun. Mỗi bộ thanh đun này có công suất là 3 kW. Và chúng ta sẽ tương đương với 3 chiếc điều khiển nhiệt ở ngoài này. Ở đây khi chúng ta sử dụng, chúng ta cần đun sôi nước nhanh thì chúng ta có thể bật cả 3 chế độ này lên. Khi sử dụng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tùy chọn khi dùng. Và sau khi nước sôi thì chúng ta muốn đun ở công suất thấp hơn, chúng ta có thể tắt bớt công suất đi. Ba công tắc này, ba công tắc đóng tắt điện hoạt động độc lập nhau, nó sẽ không phụ thuộc vào nhau. Ở cạnh mỗi công tắc này sẽ là mỗi một chiếc đèn báo điện hoạt động khi các cái rơ le nhiệt này chạy. Ngoài ra ở các chế độ nhiệt khác nhau, như chúng ta muốn đun sôi chúng ta có thể vặn lên mức nhiệt cao nhất, hoặc trường hợp chúng ta muốn ủ giữ nóng nước thì chúng ta có thể vặn về mức nhiệt dưới 100 độ. Thì khi đó thì nước sẽ nguội đi, dơ le sẽ đun lên, còn nước nóng ở qua mức nhiệt mà chúng ta cài ở dưới này thì nó sẽ ngắt đi. Ví dụ như chúng ta vặn về mức 60, 70, 80 hoặc 90, dưới 100 độ thì ở các mức nhiệt này thì dơ le sẽ tự ngắt. Như vậy chúng ta có thể giữ nóng nước ở trong đồ rất là tiện. Bên cạnh này thì chính là chiếc van để vệ sinh, hoặc chúng ta xả nước, chúng ta lấy nước mắm hoặc là vệ sinh xả nước ra vào chiếc van này. Bộ nồi này được thiết kế nguồn điện có dây điện chờ ra sẵn, khi chúng ta về chúng ta không phải lắp đặt gì ở trên nồi, chúng ta chỉ việc kết nối với nguồn điện ở nhà để chúng ta sử dụng. Bộ nồi này là bộ nồi đa năng, khi chúng ta không nấu nước mắm mà chúng ta muốn sử dụng để luộc đồ thì chúng ta có thể đặt một chiếc vỉ chắn đáy này vào trong dưới lòng nồi, thì để chúng ta có thể luộc các đồ thì chúng ta xếp vào đây chúng ta luộc. Chúng ta có thể xếp đồ vào đây luộc rất là tiện dụng, như là giò, bánh chưng hoặc là các đồ khác chúng ta muốn luộc ở trên nồi này, rất là đa năng. Đây chính là phần nắp vung nồi. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0985 322 325 hoặc 02466 533 355, hoặc quý vị các bạn có thể truy cập vào website dungdanh.com để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.